Mến chào các bạn. Sau khi hôm nay tụi mình đi làm về thì trời rất là lạnh, mà mình cũng không có cái gì ở nhà để mà ăn tối ngày hôm nay, thì hai vợ chồng của mình quyết định là sẽ đến một cái nhà hàng của người Hàn Quốc để mà ăn tối chiều nay nè các bạn. Thì mình được một cái người bạn làm chung office với mình giới thiệu là ở cái nhà hàng này thì cái cách nấu của họ giống như là những cái món ăn thuần túy của những cái gia đình người Hàn Quốc vậy đó. Thì mình thấy mình cũng thích, cho nên là mình có tách ông xã mình và hai đứa tụi mình đã đi về sớm và sẽ ăn tối tại nhà hàng này. Hiện giờ thì ông xã của mình anh đang coi cái menu đó các bạn, thì chắc có lẽ là tụi mình sẽ ăn cái món mà cũng khá nổi tiếng ở cái nhà hàng này, đó là cái món bò kho theo kiểu của người Đại Hàn hết các bạn ha. Đó, ông xã mình cũng thích những cái mấy món khác, nhưng mà mình nghe nói là cái món bò kho này rất là nhiều, thì mình sẽ không order cái khác đâu, tại vì sẽ ăn không có hết. Đó, bây giờ thì ông xã mình và mình đã order xong cái món bò kho và đang chờ mang ra. Thì nhà hàng Đại Hàn bao giờ cũng vậy, khi mà mình vào mình ăn á, thì lúc nào họ cũng dọn cho mình những cái món kim chi như thế này. Ở đây thì mình thấy dọn ba loại kim chi ha, cũng thuộc loại ít á, chứ bình thường là mình đi ăn những nhà hàng khác là họ dọn chén nhỏ 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 rất là nhiều, nhưng mà ở đây thì mình chỉ thấy họ dọn ra cho mình ba loại kim chi này mà thôi, và hai chén cơm trắng để cùng ăn với cái món bò kho mà mình đã order. À, chắc cơm to nhiều quá. Cái này là kim chi ha, cái này là kim chi mà làm bằng dưa leo nè, còn cái này là kim chi mà làm bằng củ cải trắng á. Ngon quá các bạn ơi. Món ăn của Đại Hàn thì món nào cũng đỏ hết á, ớt nhiều lắm, nhưng mà tương ớt, nhưng mà nhiều cái thì thấy cũng không có cay. Cay không ba? Ớt màu đỏ vậy chứ mà ăn cũng không cay lắm. Bạn em nói cái này nè ba, cái này ngon lắm nè ba. Xã mình ăn thử kim chi á, thì tụi mình đã order xong cái lẩu rồi đó, bây giờ thì sẽ chờ cái lẩu ra để mà ăn á. Thì cái lẩu là giá là 40 mấy đồng đi ba, 49 đồng, nhưng mà người bạn của mình nói là ăn không có hết luôn, nó sẽ to go về ăn thêm là một hai lần nữa mới hết được cái lẩu này đó các bạn. Để mình coi cho xem sao nha, chứ mình cũng chưa có ăn cho nên là mình không có biết á. Nhưng mà mới đầu mình nhìn thấy giá 49 50 đồng mình nói trời mắc quá, nhưng mà người bạn mình nói ăn được ba người mà ăn không hết luôn á. Còn nếu như hai người như tụi mình thì thế nào cũng phải to go và ăn tiếp á các bạn. Cái đi đừng ăn cơm nhiều quá đi, cái đi ăn cơm nhiều quá thì nó thấy ông xã mình đang ăn kim chi á, thơm quá là mình chảy nước miếng luôn nè té. Thì ăn cơm nhiều quá anh nhìn hấp dẫn quá các bạn ha, chưa ăn mà thấy hấp dẫn quá, tại cái màu đỏ quá nè các bạn, kim chi đó ngon không bạn. Bạn nói ngon lắm. Các bạn biết làm sao không? Thật sự á, là mấy hôm nay Cali của mình á, mưa hoài à. Thì bạn của mình nó giới thiệu cho mình cái tiệm này đến để ăn mấy cái ngày mưa lạnh của cuối cái mùa mùa mưa này đó các bạn. Nhưng mà mình chưa có tới ăn, hôm nay mình mới tới ăn thử á. Thì bạn của mình nói là nếu mà ở đây nó bán các loại cháo, rồi lẩu, sườn, bò, cũng có mấy cái loại lẩu khác rất là ngon, nhưng mà bạn của mình thì nói là ăn cháo sườn heo này đi, chứ cháo sườn heo ở cháo sườn bò, đúng rồi cháo sườn bò rất là ngon đây. Cái lẩu đã mang ra rồi này các bạn, wow, bốc khói luôn ha. Này cái lẩu này các bạn ăn đi ba, còn bốc khói nữa nè. Ở trong đây thì mình thấy hình như có trứng nè phải không ba? Có trứng nè, có khoai tây nè, có broccoli nè, có mè. Mà sườn hình bự lắm luôn á, thấy cái cục xương thường bự lắm luôn á các bạn.
Wow, đang sôi sục 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 luôn. Hấp dẫn quá, ta ăn thử đi ba. Ta ăn thử đi ba. Cho nó đầy quá ha, để đầy quá. Gấp về cái. Dạ, gấp ra bớt đi chứ. À, nhìn hấp dẫn quá các bạn. Thì mình mới đi làm về lúc nào cũng đói teo luôn, để ăn chắc có lẽ là ngon lắm luôn á. À, bây giờ ông xã mình thấy đầy quá, anh gấp bớt ra rau cải ra đó. Mình ăn thử coi sao, cái cần xôi nóng lên nguyên một cái tô bằng đá nóng hổi luôn các bạn. Ba gấp thử cục sườn nó to không ba? Cho mẹ thịt nhỏ đi, ba cho mẹ thịt nhỏ đi. Dạ, cảm ơn anh. Nóng quá ha, bay khói đi nước luôn. Ông xã mình đang ăn thử đó các bạn. Nghe mùi thì thơm lắm. Sườn có mỡ không ba? À, anh ăn thử đi con. Bây giờ là khách đang vô nhiều lắm đó các bạn, tại vì đang là giờ ăn tối đó các bạn ơi. Đó, ngày thường mà cũng thấy cũng có khách đông. Ngon hả ba? Gần giống như bột khoai á. Ờ đúng rồi, chiếc tô qua giống vậy. Để lòng món này ba khoái rồi, đây thì thích mấy ăn bò kho đó. Có quy như lai kìa. Đây là cái món bò kho của người Đại Hàn. Thì mình thấy những cái sườn bò đó họ được nấu trong một cái tô đá, khi mà họ bưng ra thì nó còn nóng sôi sùng sục luôn đó các bạn. Đây, cái miếng sườn bò này thì họ hầm rất là ngon, rất là khéo. Như là cái miếng thịt thì nó mềm ha, nhưng mà nó không phải là mềm như mình ăn cái phần mỡ, thì mình vẫn còn thấy nó giòn giòn, cái phần gân mà nó bám vào cái cục sườn á, thì nó vẫn còn dai dai sực sực. Nhưng mà khi mà mình cắn vào cái miếng thịt á, thì nó mềm. À, mềm mà nó vẫn giữ cái độ dai của thịt chứ không phải là mềm rụng ha các bạn ha. Và nhất là được nêm nếm rất là ngon. Và dĩ nhiên là cũng hơi cay đó các bạn. Ông xã mình ăn thì nãy giờ cũng hơi muốn bị sặc mấy lần luôn. Đó, đây là nguyên một cái tô bằng sành đá mà nó rất là nóng luôn đó các bạn. Thì được ăn với cơm trắng ha. Mình ăn thì mình cũng thấy là ngon nhưng mà nó cũng hơi lạ lạ. Thì đây là cái lần đầu tiên mà mình ăn cái món này á. Mình ăn bò kho của người Hoa người ta nấu thì mình thấy nó cái hương vị nó khác. Còn cái này thì nó hương vị nó khác hoàn toàn luôn á. Ăn cũng rất là ngon. Ông xã mình thì thích bò kho lắm cho nên là ăn thì thấy là ngon. Còn mình thì mình ăn cũng được, mình thấy cũng ok. Nếu như những người nào thích ăn thịt nhiều, những món ăn mà đầy đủ gia vị thì đây là cái món mà mình nên lựa chọn các bạn. Mình nói thật với các bạn là những lần mà mình đi ăn đồ Đại Hàn, phần lớn là mình lại thích ăn những cái món ăn phụ như là kim chi rồi này nọ vậy đó. Còn thịt như thế này thì mình ăn mình cũng dễ bị ngán lắm, cho nên là mình ăn chừng một hai cục là mình đã thấy sợ rồi. Nhưng mà phải công nhận là cái món này thì hương vị rất là đậm đà. Và họ cũng cho mình một cái trứng nữa đó các bạn. Khoai tây, mình cũng có khoai tây. Ăn thì cũng rất là vui, nhưng mà bảo đảm là hai vợ chồng của mình là sẽ không thể nào mà ăn nổi hết một cái thố thịt bò như thế này. Các bạn thấy không? Anh xã mình thì thích lắm. Món này cho anh hai của mình á, em trai của mình thì cũng không có thích ăn thịt nhiều lắm đâu. Còn anh hai của mình là thích ăn những cái miếng sườn, miếng thịt bò mà có mỡ béo béo như thế này á các bạn.
Mình chắc hôm nào rồi rảnh rỗi thì sẽ rủ cả nhà cùng ra đây ăn thử một lần như thế nào. Chứ hôm nay mình ăn thì mình thấy cũng ngon, nhưng mà khoái khẩu thì có lẽ là món khoái khẩu của ông xã mình với em hai mình nhiều hơn các bạn. Surrender. Tập lại cho đi. Surrender. Xã mình give up rồi các bạn ơi, chịu thua. Ăn không nổi cái tô sườn bò này. Bây giờ thì ông xã mình chịu thua luôn, cũng ăn không nổi luôn các bạn. Thì như bạn mình có nói là một cái tô bò kho như thế này mà ba người lớn mà ăn cũng hơi mạnh thì mới có thể là có thể ăn hết một cái tô phần ăn như thế này. Còn như mà mình mà ăn chút chút như thế này thì không thể nào, cho nên là ông xã mình cũng giơ tay đầu hàng luôn. Và thôi thì bây giờ đành phải xin Togo mang về để ngày mai ăn tiếp, và sau đó thì cũng sẽ trả tiền và chấm dứt một cái buổi ăn tối tại một cái nhà hàng cũng khá là hấp dẫn, cũng khá là vui đó các bạn. Thì thỉnh thoảng mình cũng đang ăn một vài món gì đó lạ lạ hơn là những bữa cơm gia đình thuần túy. Thật sự thì hôm nay tụi mình đứa nào cũng hơi mệt, thì ở nhà mình cũng không có đồ ăn gì sẵn, cho nên là cùng quyết định ra ngoài ăn. Và bữa ăn hôm nay rất là vui. Ngon thì ngon đó với ông xã của mình đó, còn mình thì mình cũng sẽ cho là 7 điểm. Bây giờ thì đã đến lúc chia tay các bạn rồi. Mình xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn video sau.